Ngày xưa, có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà. Bà tuy đã già yếu nhưng vì thương cháu, hằng ngày bà vẫn phải làm việc quần quật để kiếm tiền chăm lo cho Tích Chu. Dù bữa sau bữa cháu, hai bà cháu cũng rất mực yêu thương nhau. Có gì ngon bà đều nhịn miệng để dành hết cho Tích Chu. Ăn thịt đi này Tích Chu. Bà ơi, sao chẳng bao giờ cho thấy bà ăn thịt cả vậy? Bà đều gấp hết cho Tích Chu ăn. Bà ghét ăn thịt hả bà? Đúng rồi, bà không thích ăn thịt. Bà chỉ thích ăn rau thôi. Vậy bà ăn hết rau đi, cháu săn hết mấy miếng thịt này. Tích Chu à, con có thương bà không? Có chứ ạ. Thương như thế nào? Con thương bà rất to, to hơn cả cái nhà mình. À, hơn cả ông trời luôn. Ôi, thật thế cơ. Thế nhưng lớn lên, Tích Chu lại chẳng thương bà. Bà cậu suốt ngày phải làm lụng vất vả, cực lực để có tiền nuôi cháu. Còn Tích Chu thì suốt ngày rong chơi với bạn bè mà chẳng giúp bà làm việc gì. Thôi, trời sắp tối rồi, tụi mình đừng chơi nữa, về thôi. Chơi lúc nữa đi, đang vui mà, về sớm làm gì? Bọn tớ phải lùa trâu về nhà, nếu không sẽ bị cha mẹ mắng. Còn cậu, Tích Chu, sao cậu không về sớm, giúp bà cậu làm việc nhà đi? Ôi dào, có việc gì đâu mà phải giúp. Bà tớ làm hết rồi, về sớm quá, bà tớ vẫn chưa nấu cơm xong, lại phải chờ. Chơi một lúc nữa đi các cậu. Bọn tớ không sướng như cậu, bọn tớ về đây. Chơi lúc nữa đi, đang vui mà. Thế rồi một ngày nọ, tuổi cao sức yếu, lại ăn uống kham khổ, nên bà bị ốm nặng. Bà nằm liệt giường không thể đứng lên được. Tích Chu thì cứ mãi chơi, chẳng ngó ngàng gì đến bà. Trưa hôm đó, bà lên cơn sốt cao, khát nước quá, bà mới gọi Tích Chu. Tích Chu ơi, lấy cho bà ngụm nước, bà khát khô cổ rồi. Tích Chu ơi, nước, khô. Bà gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng vẫn không thấy Tích Chu đáp lại. Rồi bỗng dưng, bà hóa thành một chú chim, bay đi mất. Đến tận chiều, chơi lâu đói bụng, Tích Chu mới chạy về nhà để tìm cái ăn. Bà ơi, Tích Chu về rồi đây, bà dọn cơm cho cháu ăn đi, cháu đói quá bà ơi. Bà ơi, bà đâu rồi? Tích Chu đói quá. Bà đi đâu rồi, bà ơi? Bà ơi, sao chẳng thấy bà đâu? Bà ơi! Cúc-cu, cúc-cu, cúc-cu. Bà khát quá, không thể chịu nổi. Phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây, bà không về nữa đâu. Bà ơi, bà đừng đi, bà ở lại với cháu. Bà về nhà đi, cháu sẽ lấy nước cho bà. Bà ơi, bà đi đâu vậy? Bà ơi! Thế rồi, chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu sợ hãi, vội vàng chạy đuổi theo. Chim bay tới đâu, cậu chạy theo tới đó. Chạy mãi, chạy mãi, chạy đến chân trầy xước, cậu vẫn không dừng lại. Bà ơi! Chạy đến một dòng suối, thì thấy chim đang uống nước. Tích Chu méo máu gọi bà. Bà ơi, bà trở về với Tích Chu đi. Tích Chu sẽ lấy nước cho bà hằng ngày, sẽ không rong chơi nữa. Cháu sẽ ở nhà giúp bà, chăm sóc cho bà. Bà ơi, bà về nhà với cháu đi bà. Cúc cu, muộn quá rồi cháu ơi. Bà không trở lại thành người được nữa đâu. Nghe chim nói, Tích Chu càng ngày càng khóc to hơn. Tích Chu vô cùng hối hận,
Chỉ vì tính ham chơi của mình mà để mất bà. Cậu cứ gục bên bờ suối mà khóc như thế. Nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của Tích Chu, một cô tiên xinh đẹp dịu hiền bỗng hiện lên. Này cậu bé, vì cháu quá ham chơi, chẳng biết yêu thương bà, giúp đỡ bà lúc bà ốm, bà khát nước, mà cháu cũng không có bên cạnh chăm sóc, cho nên bà mới biến thành chim bay đi tìm nước uống rồi. Cháu biết lỗi sai của mình rồi ạ. À, xin cô hãy cứu bà cháu với. Xin cô hãy giúp bà cháu trở lại thành người như xưa. Xin hãy đưa bà cháu trở về nhà với cháu. Cháu cầu xin cô. Nếu cháu muốn bà trở lại thành người, chỉ có một cách là lấy nước suối tiên cho bà uống. Nhưng đường lên suối tiên xa xôi trắc trở, đường đi vô cùng khó khăn, gian nan. Cháu có đi được không? Để cứu được bà, cháu không ngại khó khăn gian khổ. Cháu chắc chắn cháu sẽ làm được. Đây là chiếc bùa để giúp cháu tìm được đúng đường lên suối tiên mà không bị lạc. Cháu hãy cầm lấy mà mau đi lấy nước cho bà đi. Cảm tạ cô tiên xong, Tích Chu liền vội vã lên đường ngay. Theo sự chỉ dẫn của lá bùa bà tiên cho, cậu băng qua bao con đèo, lội qua bao nhiêu suối, vượt bao nhiêu rừng rậm tối tăm. Ngày đêm không hề ngừng nghỉ, dù có gặp mưa giông bão táp. Cậu đi mãi, đi mãi, mệt mỏi và đói lả cả người, bàn chân rướn đầy máu. Cuối cùng, rồi một buổi sáng nọ, cậu thấy một dòng suối trong vắt, lấp lánh trong ánh nắng. À ha, suối tiên đây rồi. Cuối cùng mình đã tìm được suối tiên rồi. Bà mình được cứu rồi. Không chút lơ là trước cảnh đẹp, cậu lập tức xuống suối, lấy nước từ con suối, vội vã quay trở về. Bà uống nước suối xong, liền lập tức trở lại thành người về với Tích Chu. Hai bà cháu ôm nhau trong niềm xúc động tột cùng. Từ đó trở đi, Tích Chu không còn ham chơi nữa, ngày ngày ở nhà giúp bà dọn dẹp và làm việc nhà. Hai bà cháu sống hạnh phúc bên nhau.